Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tháng 10 năm 2022. Chuyên mục lần này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc về các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học. Khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng chém người bị thương trong quán bar. Bảo Lộc phạt nguội lỗi vi phạm tốc độ. Bắt quả tang 3 đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy. Phần cuối chuyên mục xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự kết nối Zalo vì bình yên cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2022, tại hội trường Thành ủy Bảo Lộc, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền cho cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc cảnh giác về các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đồng chí Cao Viết Điểm, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc cùng 220 cán bộ chủ chốt trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã tham dự hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Cao Viết Điểm, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh thời gian qua. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo lừa đảo qua không gian mạng với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhiều vụ việc diễn biến phức tạp với phương thức và thủ đoạn tinh vi đa dạng về cách tiếp cận nạn nhân, có thời điểm gia tăng về quy mô, tính chất và hậu quả khiến người dân lo lắng, bức xúc. Các dấu hiệu thường gặp ở các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng như đưa ra lợi ích lớn, hấp dẫn để dụ dỗ nạn nhân, yêu cầu nạn nhân không được thông báo trao đổi với người khác, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước, cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, yêu cầu nạn nhân nhấp vào đường link, tự xưng là cơ quan chức năng, thông báo nạn nhân liên tiếp các vụ việc nghiêm trọng, đó là một số dấu hiệu tiếp cận của đối tượng lừa đảo. Đồng chí Thượng tá Cao Viết Điểm cũng nêu ra 20 dấu hiệu lừa đảo bao gồm giả danh cơ quan thực thi pháp luật, lừa đảo nâng cấp SIM 4G, hack tài khoản lừa đảo mượn tiền, lừa đảo cho số đánh đề, lừa đảo thông qua hình thức rút thăm trúng thưởng, lừa đảo thông qua các ứng dụng cho vay tiền, lập sàn giao dịch tiền ảo để chiếm đoạt tài sản, tuyển cộng tác viên, người làm việc tại nhà, giả danh cán bộ xử phạt giao thông. Tại hội nghị, đông đảo cán bộ và nhân dân được phổ biến cách phòng tránh tội phạm này, đó là không ham muốn những tài sản vật chất tự nhiên mà có, không cung cấp thông tin cá nhân mà OTP, không nhấp vào đường link lạ, không chuyển tiền cho người lạ, nên gọi điện xác thực trước khi chuyển tiền, không thực hiện bất cứ yêu cầu chuyển tiền nào từ người tự xưng là các cơ quan chức năng, luôn trao đổi, tìm kiếm lời khuyên tư vấn từ người thân và bạn bè. Khi gặp dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân có thể tố cáo đến cơ quan công an gần nhất hoặc báo tin thông qua số điện thoại 02633 865 466 và Zalo OA của Công an thành phố Bảo Lộc. Sau hội nghị, Công an thành phố Bảo Lộc đã thông qua lực lượng cán bộ chủ chốt ở cơ sở tiếp nhận và tổ chức phát 50.000 tờ rơi đến 50.000 hộ gia đình trên địa bàn thành phố, qua đó giúp người dân tiếp cận, ghi nhớ các thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nâng cao cảnh giác để tránh mất mát về tài sản, tăng cường phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Trong tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2022, tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh sinh viên đầu năm học mới, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Bảo Lộc đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về phổ biến an toàn giao thông cho học sinh sinh viên đến trường, nhằm nâng cao kiến thức về luật an toàn giao thông và vun đắp văn hóa giao thông cho học sinh sinh viên. Theo thống kê của cơ quan chức năng và ghi nhận thực tế, hiện nay tình hình vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến ở độ tuổi học sinh sinh viên. Những hành vi vi phạm phổ biến đó là học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy đến trường, học sinh sinh viên đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu giao thông. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục các quy định về pháp luật trật tự an toàn giao thông giúp hướng tới trang bị cho các em kỹ năng điều khiển phương tiện một cách an toàn, nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông cho các em học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc thực hiện triển khai phổ biến các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho học sinh. Đến nay, 707 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục cho các em học sinh.
Tính từ đầu tháng 9 năm 2022, Công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các phường xã, trường học trên địa bàn thành phố tổ chức hơn 20 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhiều nhóm đối tượng như đoàn viên, thanh niên, học sinh, bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng đối với học sinh, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã tổ chức tại 7/7 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Thông qua các buổi tuyên truyền đã góp phần giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống, đồng thời nhận thức được mức độ hậu quả đối với bản thân, gia đình và xã hội khi vi phạm pháp luật. Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đảm bảo môi trường học luôn thân thiện, an toàn và kỷ luật. Qua đó hình thành ý thức, thói quen tuân thủ pháp luật cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo thống kê, toàn thành phố đang có 8.100 đoàn viên thanh niên, trong đó có hơn 5.000 đoàn viên thanh niên là học sinh. Trong thời gian tới, Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Chiều ngày 3 tháng 10 năm 2022, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng chém người bị thương tại một quán bar trên địa bàn thành phố để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam bao gồm Võ Ngọc Anh, 36 tuổi, Trần Hiếu Thật, 45 tuổi, Nguyễn Hữu Đức, 27 tuổi, Dương Hồng Giang, 47 tuổi, quê quán thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Phạm Hồng Quân, 27 tuổi, ngụ tại thành phố Hà Nội. Trong nhóm đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam có 3 đối tượng đã có tiền án, riêng đối tượng Võ Ngọc Anh đã có 4 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng và tội giết người. Đối tượng này vừa mới ra tù ngày 25 tháng 3 năm 2022 và hiện chưa được xóa án tích. Kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Bảo Lộc xác định, vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 2022, nhóm của đối tượng Võ Ngọc Anh cùng 2 phụ nữ đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Đà Lạt du lịch. Khi đến thành phố Bảo Lộc, cả nhóm dừng nghỉ ngơi và đến tối vào một quán bar trên địa bàn phường 2 thành phố Bảo Lộc chơi. Thì có một thanh niên ngụ tại thành phố Bảo Lộc đi ngang qua nhóm đối tượng của Võ Ngọc Anh vô tình làm vỡ ly bia, nên hai bên đã lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Sau đó, các đối tượng Anh, Thật, Đức, Quân và Giang chạy ra xe ô tô lấy hung khí vào quán đâm chém loạn xạ khiến 5 thanh niên đang chơi trong quán bar bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một người bị thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 29 tháng 9 năm 2022, các trinh sát đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Bảo Lộc đã phát hiện chiếc xe ô tô của nhóm đối tượng gây án và phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Madagui ngăn chặn bắt giữ. Hiện tại, ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an thành phố Bảo Lộc đang căn cứ vào kết quả giám định thương tích của những người bị thương để tập trung làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cũng theo Công an thành phố Bảo Lộc, riêng 5 thanh niên ngụ tại thành phố Bảo Lộc đang bị thương phải nhập viện điều trị. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 4 tháng 10 năm 2022, Công an thành phố Bảo Lộc thông báo, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông và trật tự tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý trật tự an toàn giao thông, trong đó có việc phạt nguội lỗi vi phạm tốc độ. Theo kế hoạch, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Bảo Lộc tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn tại các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Công Trứ, Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng. Đây là những tuyến đường thuộc trung tâm thành phố Bảo Lộc, tốc độ cho phép tối đa các phương tiện lưu thông là 50 km/h. Trong quá trình lực lượng cảnh sát giao thông lập chốt làm nhiệm vụ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Riêng đối với những trường hợp xe ô tô vi phạm, Công an thành phố Bảo Lộc cũng sẽ căn cứ hình ảnh kiểm tra tốc độ thông qua hệ thống camera để phạt nguội theo quy định. Việc xử lý phạt nguội được Công an thành phố Bảo Lộc gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm để phối hợp cùng cơ quan công an xử lý theo quy định. Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2022, tại công ty may mặc First Team Việt Nam, Ban An toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Bảo Lộc và Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc đã tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho công nhân lao động trong công ty. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ cảnh sát giao thông Công an thành phố Bảo Lộc đã phổ biến những kiến thức về luật an toàn giao thông đường bộ, tuyên truyền các nghị định, quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây mất an toàn giao thông.
nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đoàn viên, công nhân lao động khi tham gia giao thông, làm giảm mạnh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông gắn với cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, nhằm góp phần thay đổi nhận thức của công nhân lao động đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống lạm dụng rượu bia trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động, nâng cao nếp sống văn hóa của công nhân lao động khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông tại các khu đông dân cư, các điểm có đông công nhân lao động, đặc biệt giảm đến mức thấp nhất các tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Tại buổi tuyên truyền, ban tổ chức cũng đưa ra một số thông tin về những chính sách pháp luật mới liên quan đến lao động và công đoàn. Được biết, Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, công nhân lao động thành phố Bảo Lộc trong thời gian tới. Chiều ngày 7 tháng 10 năm 2022, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết đã hoàn tất hồ sơ và thủ tục bàn giao hai đối tượng trốn truy nã cho Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông để điều tra xử lý đúng thẩm quyền. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2022, Nguyễn Tấn Luân, 25 tuổi, ngụ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, là đối tượng đang bị Công an huyện Cai Lậy truy nã về tội cố ý gây thương tích. Theo quyết định số 02 ngày 13 tháng 4 năm 2021, đang ở tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc thì bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Bảo Lộc tiến hành khống chế bắt giữ. Tại đây, Công an thành phố Bảo Lộc đã thu giữ nhiều dao bấm, súng điện mà đối tượng mang theo. Trước đó, ngày 4 tháng 10 năm 2022, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc tiến hành bắt đối tượng đang bị truy nã Nguyễn Quốc Hưng, 26 tuổi, ngụ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Nguyễn Quốc Hưng bị Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông truy nã về tội cố ý gây thương tích theo quyết định số 386 ngày 6 tháng 9 năm 2022. Hiện tại, cả hai đối tượng Nguyễn Tấn Luân và Nguyễn Quốc Hưng đã được Công an thành phố Bảo Lộc bàn giao cho Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông di lý về địa phương để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Tối ngày 7 tháng 10 năm 2022, Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành bắt quả tang ba đối tượng: Nguyễn Hoàng Anh Tú, 35 tuổi, Nguyễn Việt Mỹ, 29 tuổi và Nguyễn Khánh Toàn, 28 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Bảo Lộc đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào trưa ngày 7 tháng 10 năm 2022, từ tin báo tố giác của người dân, Công an phường Lộc Tiến phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Bảo Lộc tiến hành kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Chí Phương, phường Lộc Tiến. Tại đây, trinh sát phát hiện ba đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Anh Tú, 35 tuổi, Nguyễn Việt Mỹ, 29 tuổi, Nguyễn Khánh Toàn, 28 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Bảo Lộc đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên đã bắt quả tang và thu giữ một túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai nhận đây là ma túy. Công an thành phố Bảo Lộc mở rộng tiến hành khám xét toàn bộ căn nhà nhưng không phát hiện gì thêm. Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ba đối tượng nói trên để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật. Được biết, cả Tú, Mỹ và Toàn đều là các đối tượng nghiện ma túy nặng. Chiều ngày 8 tháng 10 năm 2022, Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng: Bùi Hữu Hoàng, tên thường gọi Nị, 32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc; Nguyễn Thanh Trúc, 25 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc; và Tạ Ngọc Diễm Hằng, 25 tuổi, ngụ tại phường 12, thành phố Đà Lạt để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Sau thời gian theo dõi mật phục, vào tối ngày 6 tháng 10 năm 2022, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an phường 2 tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt, phường 2 và phát hiện tại 3 phòng trong khách sạn này có 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Căn cứ kết quả lời khai của các cặp nam nữ, Công an thành phố Bảo Lộc tiến hành kiểm tra khẩn cấp căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thành, phường 2. Tại đây, Công an phát hiện 3 đối tượng, một nam hai nữ gồm Bùi Hữu Hoàng, Nguyễn Thanh Trúc, Tạ Ngọc Diễm Hằng. Qua quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận cùng nhau thực hiện hành vi môi giới mại dâm để lấy tiền ăn chia phần trăm từ người bán dâm. Đối tượng Bùi Hữu Hoàng lập nhóm Zalo, sau đó tìm gái bán dâm vào nhóm rồi phân công Trúc và Hằng điều hành thu tiền phần trăm. Khi khách có nhu cầu, Trúc và Hằng sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ với giá 3 triệu đồng một lượt. Tiền khách đi qua đêm là 6 triệu đồng, nhóm môi giới hưởng 1 triệu đồng. Số tiền phần trăm các nhóm đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm hưởng là 500.000 đồng một lượt, trong đó Hoàng hưởng 50%, Hằng và Trúc hưởng 50%. Hiện Công an thành phố Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Phần cuối chương mục xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự kết nối Zalo vì bình yên cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn,
Từ sức mạnh lan tỏa của mạng xã hội, thời gian qua, Công an thành phố Bảo Lộc đã xây dựng và thiết lập các trang Zalo OA để tiếp nhận thông tin và tuyên truyền đến quần chúng nhân dân về tình hình an ninh trật tự, các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó mang lại hiệu quả rất tích cực. Thời gian qua, thông qua ứng dụng Zalo, quần chúng nhân dân thành phố Bảo Lộc đã kịp thời thông báo về các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, các hành vi vi phạm pháp luật, thông tin sai lệch về đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến các trang Zalo OA của công an các đơn vị địa phương. Cũng thông qua các trang Zalo OA, lực lượng công an đã chia sẻ, tuyên truyền đến từng người dân, đến từng tổ dân phố về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội để người dân nắm bắt, ủng hộ, phối hợp xử lý khi có các vụ việc xảy ra. Người ta chia sẻ thông tin cho cơ quan công an những cái hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, mà nhất là các đối tượng làm mặt ở về địa phương chúng tôi. Và hiện tại thì chúng tôi đã tiếp nhận nhiều nguồn tin của người dân về các đối tượng ở các nhiều địa bàn đến tạm trú lưu trú trên địa bàn. Hiện nay, đa phần người dân đều có điện thoại thông minh, nên việc khai thác mạng xã hội để tuyên truyền phòng chống tội phạm diễn ra rất thuận lợi. Và có thể nói, Zalo hiện là một trong những kênh chính thức tiếp nhận, kết nối thông tin và tương tác giữa lực lượng công an và người dân. Qua ứng dụng mạng Zalo, lực lượng công an đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tình hình tội phạm, các khuyến cáo cho người dân. Việc ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền phòng chống tội phạm bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Quan trọng nhất là người dân có thêm một kênh để tiếp cận kiến thức pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức tự phòng tự quản, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Thông qua trang Zalo, người dân có thể tương tác trực tiếp với lực lượng công an một cách nhanh chóng, kịp thời, giúp cho lực lượng công an nắm bắt, xử lý các vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trang Zalo với giao diện hiển thị các tin bài nóng trong ngày sẽ có 3 mục tiện ích là tin tức, dịch vụ công và liên hệ. Vì vậy, người dân có thể trao đổi phản ánh các thông tin, thực hiện dịch vụ trực tuyến đến cơ quan công an rất dễ dàng và thuận tiện. Tất cả các ý kiến, thông tin tố giác tội phạm từ người dân cung cấp đều được cơ quan công an đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối. Nói chung là rất là hữu ích cho người dân. Thì người dân không phải cần trực tiếp đến cơ quan hoặc tìm người này, tìm người kia để trao đổi công việc. Mà trực tiếp muốn gặp ai thì sẽ là gặp người đó. Trực tiếp muốn gặp lãnh đạo thì sẽ trực tiếp có số lãnh đạo, gặp các anh em nhân viên công an phường, công an cảnh sát khu vực thì trực tiếp ở trên trang đó là trao đổi trực tiếp được về cái tình hình như an ninh trật tự hoặc là tố giác tội phạm thì nó dễ hơn, nó nhanh hơn và gọn hơn. Với những tương tác tích cực, trang Zalo của Công an thành phố Bảo Lộc và Công an các địa phương đơn vị đang trở thành kênh thông tin hữu ích cho người dân và lực lượng công an trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, thủ tục hành chính. Nhiều thông tin có giá trị từ người dân cung cấp thông qua Zalo đã góp phần phục vụ tốt công tác điều tra, xử lý các vụ việc liên quan, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân từng bước chính quy và hiện đại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc số 10 tháng 10 năm 2022 cho Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Bảo Lộc và Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp thực hiện. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.